Kính chào quý anh chị em, bữa nay chủ nhật Coffeeball thì hôm nay chúng tôi sẽ chỉ cho quý anh chị em nấu một cái món gà gọi là Cornish hen. Cái loại gà này là loại gà đông lạnh, thường bán trong Albertsons hoặc là Smith, mấy cái chợ của người Mỹ. Thì chúng ta đi ra mua cái loại gà này đông lạnh, thì thường thường cái con gà này nó mềm rồi, tại vì tôi đã ngâm hồi tối, thì tới sáng nay là khoảng 12 tiếng, thì sau khi ngâm nó mềm thì bây giờ chúng ta chuẩn bị làm gà này. Gà này nó làm rất là đơn giản cho những anh độc thân hoặc là muốn đãi vợ hay là người yêu gì đó vậy, thì làm gà này ok. Cornish hen tức là loại gà mà loại gà nhỏ mà mềm, nó ngon hơn loại gà thường. Ok, so bây giờ thì chúng ta bắt đầu vô. Thì bây giờ chiếc tên này cắt ra, okay, lấy cái kéo cắt ra chứ. Cái này sau 12 tiếng để ở ngoài á, để cho nó tan ra cái chất đông lạnh, thì chúng ta bắt đầu cắt nó ra, thì cái nước nó chảy được gu. Ok, giờ chúng ta mở ra, lấy cái tô đựng nó mở ra, ok, cắt cho nó bự, cắt ra để dễ lấy ra. Sẽ thấy con gà nhỏ không? Gà này là một loại gà non. Để nước xuống để lấy cái tô hứng nha. Ok. Ok, and then ở đây nó có thuộc cái lỗ là để nó rửa. Ok, thì chúng ta sẽ rửa bằng nước. Ok, thì đây là con gà thứ nhất. Thì trong một bịch đó có hai con gà. Gà thứ hai thì chúng ta làm tương tự. Ok, thì bây giờ chúng ta có olive oil, xì dầu, muối, tiêu, ớt xả, ớt thấy, ớt tươi. Dẫn này là chúng ta chặt ra. Ok, thì tôi đã chặt một con rồi, thì còn một con thì bây giờ chặt ra, dùng cái dao phay chặt mới đã. Ok, bỏ đây chặt ra mấy cái phần đùi chứ. Đùi với cánh. Thấy cái này là mỡ nè. Nếu mà không thích lấy ra, kê mấy cái vàng này nè. Nó là mỡ. Sau đó chúng ta chặt phân lửa, hoặc là chúng ta bẻ tay, dùng tay bẻ phân lửa cái giữa của con gà nè. Ok, bỏ trong này. Ok, lấy bự gì cũng được. Ok, rồi bây giờ sau khi rửa bằng nước nóng xong á, thì chúng ta bỏ vô một cái tô. Ok, cắt nhỏ này đâu, cũng không có nhỏ lắm, cắt vừa gì đủ rồi. Bây giờ chúng ta làm nước để cho nó ướp cái này. Ok, chúng ta bỏ vô xì dầu chừng lưng lưng vậy được rồi, ok, khoảng 1/20. Ok, and then bỏ chút muối vô. Muối thì bỏ vô đây cũng được, nhắm chừng. Ok, and then bỏ xì dầu vô chấm, rồi bỏ tí dầu vô này, để dầu để một hồi mình bỏ, đừng có bỏ nhiều quá. Ok, and then lấy vài chả ớt cắt vô. Ok, cắt vô đi.
take it back there. Ok, cho cái phần này có muối không? Bỏ muối tiêu vô để ướp lộn. Ok, rồi chúng ta xong phần này là xong, chúng ta quậy này lên. Phải bỏ đường ha, ai muốn thích đường thì bỏ đường nè. Ai muốn bỏ gừng cũng được kìa. Ở đây không có gừng nữa thôi. Như này, sẽ bắt đầu rắc vô. Rải cho nó đều. Xì đó. Giờ để cho nó quậy lên cho nó thấm đi một chút. Ok. Nó thấm đi một chút. Ok, giờ tới cái phần tàu. Bây giờ mình phải bỏ tí dầu vô đây một chút, bỏ một chút thôi nha. Cả 1/20 hay 1/30 nó lên vậy được rồi. Cho một con gà, chúng ta cũng bỏ tí nước mắm vô đây, xì dầu. Ai muốn làm nước mắm thì cũng được kìa, nhưng ở đây tôi làm xì dầu. Ok, and then kê bật lửa lên, là lò ga được, chúng ta bỏ này vô. Ok, bắt đầu lắc lắc kìa, nó nóng chứ. Thì dầu nó tan ra với lại dầu. Rồi đợi khoảng 15 phút. Kể cho nó nóng khoảng 15 phút. Hay là 10 phút cũng được, 5 phút cũng được kìa. Kể khi mà nó bắt đầu sôi vậy đó. Khoảng 5 phút thì nó bắt đầu sôi vậy. Thấy nó sôi không? Ok, từ lúc đó bắt đầu cái gà vô. Okay, lẹ gọn, ok. Bắt đầu cầm cái dù bỏ cái này vô, xì đá. Bảo đảm nó vừa ngon vừa ngọt. Có tiêu, có ớt. Cái này nó giống như là nửa chiên, nửa xào. Cái này gọi là thịt gà bảo phán, ok. Thịt gà Alan Bảo, ok. Mai mốt mở tiệm bán cơm. Bán cơm gà mà có gà lên đỏ thì cũng phải phế cho miếng nước nó sao được không? Ta bỏ từng cái cũng được, mình có thể bỏ đổ nước vô, đổ nước một chút cho nha. Thì dễ không nhỉ? Ok. Bây giờ thì chúng ta để cho nó cháy đều một chút, quậy nó ra. Có mùi ớt với mùi tiêu để nó khỏi tanh. Thường thường mà người Việt Nam làm thì nó tanh lắm vậy. Khi cái chỗ này là mỡ nè, nếu mình không thích mình lấy ra, thì cái này nó sẽ vàng chút nữa. Khi mình nấu xong nó vàng mình lấy mỡ ra. Có thể lấy trước đó, mà không thích nếu mình thấy như cục mỡ. Muốn cho nó mình muốn ăn lâu á thì bỏ thêm chút xì dầu, không bỏ nhiều nữa. Okay. Còn muốn cho nó dễ chín á thì dùng cái này nè, dùng cái đũa đâm vô mấy cái lỗ, đâm vô con gà á để cho nước nó vô, cái đâm vô trong mấy cái lỗ này để cho nó chín đều chứ không phải gà sống cho ăn. Đông vô, đông vô, đông vô mấy loại đó. Cái nồi này hơi nhỏ nhưng mà chúng ta quậy lên quậy xuống. Cái gà Cornish này đó là cái loại gà mà người ta nuôi được chừng 3-4 tuần là người ta đem đi bán, thì nó mềm hơn cái loại gà mà chúng ta mua ngoài chợ nhiều, ăn có ngon.
Ok, tôi để này chừng 15 phút thì nó sẽ vàng và nó chín rất là ngon. Thì chúng ta sẽ có một cái món gà Cornish. Thì bây giờ đợi 15 phút sau thì chúng ta xem sao. Ok. Ok. Trong khi đợi gà nó chín đi á, hồi nãy mình nấu á, thì có thể tới một cái vàng của Green Bay Packers and Seahawks Seattle. Đây là first quarter. Green Bay Packers đang dẫn 7-3. 15 phút nữa chúng ta sẽ trở lại bếp. Ok, bây giờ nó sôi khoảng 15 phút rồi không? Thì bây giờ chúng ta thấy không? Con gà nó bắt đầu vàng ra. Ok, nó mà vàng ra. Thì vậy là nó chín rồi đó. Thấy nước ở trong không? Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ lấy hai cái đùi ra để thử. Ok, một cái đùi ở đây để vừa coi football vừa thử kiếm cái đùi nữa. Đây là cái đùi thứ hai. Ok, chứa hai cái đùi này. Ok, thì bây giờ hai cái đùi này để cho hai người ăn. Thì bây giờ khi mà nó ấy gì đó thì chúng ta bắt đầu hạ lửa xuống. Hoặc là chúng ta có thể tắt luôn và lấy cái nắp đậy vô. Ok, có thể tắt luôn nếu mà không có ăn thì tắt trước. Ok, lấy cái nắp. Lấy cái nắp này, cái nắp có cái lỗ nha vậy. Ok, lấy nắp đó vậy, lấy nắp có cái lỗ vậy nha. Ok, bây giờ để, ok. Thì bây giờ, để coi nó làm sao. Thì chúng ta sẽ thưởng thức hai cái đùi gà nhìn thấy ngon không? Nó vàng mà nó mềm, thịt gà non á. Ok, thì bây giờ, cho tới coi football vậy ăn. Ok, nó dễ dàng, chỉ trốn chừng nửa tiếng là chúng ta có một món ăn ngon. Còn gà thì có thể để bữa khác ăn. Đây là chúng ta cắt ra để coi bên trong nó chín chưa nha. Cắt ra từng miếng nhỏ. Một hồi lúc ta. Một tí để vượt xí. Nó mềm, thật là mềm. Bên này không có sống, bên này còn sống. Nhưng mà cũng không sao, ăn cũng không có chết chứ. Thì nấu hơi đau hơn chút. Yeah, nó hơi chưa chín lắm nhưng mà cũng không có sao. Chúng ta phải rút kinh nghiệm thì nấu lâu bên này, cái thịt này thì có vẻ chín hơn một chút. Okay. Wow, that cool. Ok, vậy là chúng ta có xong một cái món ăn rất là ngon, gọi là gà Cornish xào trộn lẫn với chiên. Mềm mà ngon nữa, thấy không? Rồi nó có nước chảy ra nữa, bảo đảm hết sẽ. Oh God.